Hello my friend nha, vậy là lại là Đức ô tô cũ Sài Gòn ha. Hôm nay cho lên sóng em Vios E-MT 2019. Xe cực đẹp anh em, rất là liền lạc ha. Đèn rồi chung sơn zin còn rất nhiều. Cực đẹp. Vỏ thì cũng mới tinh nè. Mua về cho cái việc chạy nha, mà xe nó cực kỳ liền lạc. Mà mấy bạn coi video mấy bạn sẽ thấy cực kỳ liền lạc. Từ đầu đến đuôi màu nó rất đều, quá đẹp. Xe này 7 túi khí nha, vỏ mới, sơn cũng còn rất đẹp, cho nên mua về chỉ việc chạy thôi. Biển số thành phố, pháp lý thì minh bạch ha. Đuôi sau cũng cực kỳ đẹp, nói chung là không chê vào đâu được, đẹp như là xe chạy 20.000 nghe này. Ủa không có nút bật cấp hả? Hôm nay mình phải công nhận là đẹp như xe chạy 20.000. Xe này mà mấy anh em về thế nào cũng đưa về, nhưng mà thôi mình thích để nguyên nguyên hiện trạng đi. 61.000 trần triết rồi, nó mới tinh, ghế đã bọc da mà mới tinh, nó liền lạc lắm. Nói chung là mấy bạn coi cái xe cực kỳ thích. Táp bi cửa rồi nó, nói chung là nó liền lạc và nó rất là đều. Nhưng mấy bạn thấy táp bi cửa đẹp, cực kỳ đẹp. Xe này 7 túi khí nha, bảng cao nha, có cũ số nè, rồi quá đẹp. Ghế da cũng còn cực kỳ đẹp. Trần thì mới tinh như xe mới, giống xe mới lắm anh em ạ. Nói chung thì thiếu cái thùng thôi. Các bạn cao cho nên có cân bằng điện tử luôn nha. 7 túi khí, túi khí quanh xe luôn, túi khí đầu gối đồ đầy đủ hết. Pháp lý thì minh bạch nha. Đấy, coi vô lăng cái này, đẹp ơi là đẹp. 61.824 cây, lên được cái DVD. Nói chung là tình trạng là hoàn hảo nha anh em. Lanh quanh chỉ có hơn 400 xíu, 415 triệu nha anh em. 415 triệu là có một chiếc xe cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẹp. Phải nói là cọp, rất là liền lạc từ đầu đến đuôi, từ vô lăng tới cần số, rồi tới nội thất, bốn cái tháp bị cửa mới tinh nè. Mình rất là thích mấy cái xe mà liền lạc như vậy. Cái hồi ra mình mở, mình ra coi cái máy nè, cửa là chưa đụng chạm, nói chung là đầu đuôi zin như cục pin nha. Cabo chưa ra, bốn cửa chưa ra, sơn rinh là quanh xe, nói chung cực kỳ đẹp. Nhưng mà bánh sơ cua thì lăn rồi nha anh em, bánh sơ cua còn rất mới nhưng mà lăn rồi. Cái nào mình có sao thì mình nói vậy. Ai mà theo dõi kênh của mình thì biết rồi, mình là mô tả rất sát với cái xe. Sùng chỉ thì không thiếu tất nào, là chưa ra luôn sao mà thiếu được. Nói chung là cái xe cực kỳ đẹp. Tất nhiên là những cái dòng này mà anh em nói chạy gia đình không thì cũng không đúng. Nó có chạy pha một chút dịch vụ nhưng mà chạy ít, chạy rất ít. Với một phần nó dính cũng đã gần 2 năm dịch rồi, cho nên chạy cũng khá ít ha. 61.000 cây. Mình cho mấy bạn coi cái khoang động cơ này, đẹp lung linh luôn. Mình rất là thích cái xe này, nó liền lạc như vậy, cực kỳ liền lạc nha. Coi kìa, máy này, xương này, cabo chưa ra nè, sùng chỉ thì không thiếu một tấc nào. Này mà anh em nào lấy về chạy gia đình hoặc là dịch vụ thì tuyệt vời, bình zin theo xe luôn. Coi coi, nó mới nè, nó mới tinh nè, từng con ốc một, quá đẹp. Máy mới rồi, trời ơi, nhìn nói chung là mình rất là tâm đắc. Động cơ thì nguyên bản nè, Vios mà chạy mấy chục ngàn thì mấy bạn biết rồi, xe cái trâu cày mà không thể mới hơn được. Xe này mà ai về ai đưa tới 20.000 cây số, đưa về 20.000 cũng không thể biết được, tại vì xe nó quá đẹp đi, không thể đẹp hơn được mấy bạn. Ai cần thì liên hệ với Đức ha, số điện thoại Đức để trên cùng của video á. Ai đi ngang qua thì cho mình xin một like và đăng ký kênh cho mình ha. Chúc sức khỏe ha.